Ok, và hai xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel mình. Dạ, và mình là Ender. Dạ, và đây là... đây chỉ là cái skin thôi nhá, không phải mình đâu. Dạ. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video. Đó là top 5 những cái thứ mà chắc chắn các bạn làm sai trong Minecraft. Đó. Thì những cái điều làm sai đấy thì mình đã làm khá là nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục làm cái này nữa. Đã bao giờ các bạn tìm đĩa nhạc một cách vô vọng bằng cách đó là nhảy xuống cái hang và đi tìm những cái đĩa nhạc ấy? Thì thường đĩa nhạc nó sẽ xuất hiện ở trong những cái rương. Thì những cái rương đấy sẽ thường có đĩa nhạc. Nhưng mà các bạn đã bao giờ tự hỏi là tại sao mà các bạn phải làm như vậy, trong khi các bạn có thể làm bằng một cách khác? Đó là các bạn sẽ thấy đây mình đã xây hai cái lồng để nhốt hai con. Đầu tiên thì mình đã nhốt con skeleton. Rồi tiếp theo mình sẽ để đây một con creeper. Cái cách mà các bạn đã kiếm đĩa nhạc lần trước ấy, mà các bạn xuống hang hoặc là làm một cái thứ gì đó tương tự, các bạn đã làm sai rồi nhá. Các bạn dùng cách này đấy thì nó sẽ nhanh hơn. Chỉ khó ở cái công đoạn mà dụ cái con creeper, làm sao cho nó rơi xuống đây là hơi bị khó một tí. Ok, và bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ sinh tồn này. Đấy, con scare nó sẽ bắt đầu bắn con creeper. Các bạn chắn nhá. Đó, như vậy. Rồi. Pam, chết rồi. Đó. Đó. Rồi. Và thứ các bạn nhận được sẽ là một cái đĩa nhạc. Và cái đĩa nhạc này nó sẽ có một cái bài hát bất kỳ. Bài này là bài Túy Âm á. Ồ, hay đấy. Và chắc các bạn đã biết một số cách để đi bộ ra kim cương rồi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ dẫn các bạn một cách khác để đi bộ ra kim cương. Và nó sẽ là chuẩn nhất. Đấy, chuẩn nhất nhá. Thì đi bộ ra kim cương đấy thì nó đơn thuần như kiểu là các bạn sẽ set block. Nó sẽ set liên tục dưới chân các bạn. Và nó sẽ tạo ra thành đi bộ ra kim cương. Thì bây giờ mình hướng dẫn các bạn cách chuẩn nhất để đi bộ ra kim cương. Và ở phần cuối cùng này đấy, các bạn sẽ ghi là grass hoặc là stone, tùy theo cái chỗ mà các bạn đang đứng. Nếu mà các bạn muốn đi bộ ra kim cương ở trên mặt đất đấy, thì các bạn sẽ thêm lệnh đó là... đây, cái lệnh này nhá, nhưng mà các bạn thay dòng này bằng grass. Grass. Thì grass có nghĩa là khối cỏ. Thì nó sẽ chỉ đi bộ ra kim cương ở trên khối cỏ đấy. Còn stone nó sẽ chỉ đi bộ ra kim cương ở trên cái viên đá. Có lẽ sẽ hơi là khó hiểu một tí, nhưng mà thôi các bạn cố mà hiểu. Đấy, đó các bạn thấy chưa? Các bạn sẽ đi bộ ra kim cương 3 block. Và tất nhiên là nó sẽ trông to và đẹp hơn. Và các bạn sẽ không thể bay lên trời nữa. Cái kiểu mà vừa đi vừa bay lên trên trời ấy, mà của mấy cái lệnh cũ nó đã cho các bạn, thì cái lệnh này sẽ không có chuyện đấy đâu. Đấy, các bạn chỉ đi bộ ra được kim cương thôi, không thể như kiểu đi lên trời được. Và nó sẽ cho các bạn một cái ô 3x3 ở dưới chân. Đó, như vậy. Giờ mình sẽ thử viết một chữ bằng cái đi bộ ra kim cương. Oh,
Ok, và các bạn đã chắc đã biết là đây là chữ gì rồi đấy. Các bạn sẽ phải làm gì khi mà đối đầu với quá nhiều Enderman như thế này? Thường thì các bạn sẽ vào và các bạn khô máu bọn nó. Nhưng thực ra đấy, mấy cái con Enderman này, khi nó vừa được sinh ra thì nó đã có một cái lượng máu trâu gấp đôi chúng ta, đam cũng gấp đôi. Đấy, nói chung là cái gì nó cũng gấp đôi, ngoại trừ là nó ngu hơn chúng ta thôi. Đó. Thì khi mà các bạn chỉ cần liếc một phát này, đánh nhau này, liếc mắt đưa tình đánh nhau. Ôi, oh my god, holy shit. Và các bạn sẽ sấp mặt ngay lập tức. Và mình có một cách để các bạn cũng bị như vậy, cũng làm như vậy. Đấy, nhưng mà các bạn lại không bị sấp mặt. Nhưng mà mình có một cách để các bạn có thể giết được hết cái đám này mà không bị sấp mặt. Đầu tiên các bạn cứ lừ lừ tìm chỗ nào đông nhất. Sau đó các bạn xây một cái vòng như vậy. Đó. Nhảy lên. Cố gắng đừng nhìn vào mắt chúng nó. Ờ, lỗi à? Không đặt được máy. Rồi, ok. Các bạn làm cái tấm này rộng rộng ra một tí để cho nó dễ đứng. Rồi. Liếc mắt đưa tình. Ê, biết. Đó đấy. Đó, giờ các bạn cứ liếc mắt đưa tình thoải mái. Bọn nó sẽ không còn làm gì được các bạn nữa. Ok, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xây cái bàn enchant chuẩn nhất. Đó. Thì có thể các bạn chưa biết, đó là cái bàn enchant đấy. Thì cái sức mạnh của enchant sẽ nằm ở cái level tiêu tốn. Ở đây chúng ta sẽ có 3 nấc, đó là 7, 15 và 30. 3 nấc đấy. Có nghĩa là khi mà các bạn enchant đấy thì nó chỉ đến tầm khoảng 30 level sẽ là hết. Không thể mạnh hơn được nữa. Đó. Thì khi mà các bạn bỏ vào này. Bây giờ mình sẽ thử đập đi một cái nhá. Rồi. Các bạn bỏ vào này. Đó, nó sẽ cái số 1 thì nó đã bị tăng thêm thành 8. Cái số 2 đã bị tăng thêm thành 17. Và cái số 3 thì nó đã bị giảm đi còn 28. Có nghĩa là chất lượng đã bị giảm đi. Đó. Bây giờ mình sẽ lắp lại này. Thì nó sẽ trở thành như cũ. Còn bây giờ mình sẽ thử xây thừa. Xây thừa ra ấy. Rồi. Thế này người ta gọi là thừa thãi max level rồi. Đó, nó cũng chỉ đến level 30 là hết rồi nhá. Đó, các bạn xem này. Sức mạnh của nó sẽ không tăng đáng kể là bao nhiêu. Bây giờ mình sẽ đập hết đi nhá. Để lại xây thành như cũ. Và mình nghĩ chắc chắn đây chính là cái bàn enchant chuẩn nhất. Đó. Và level của chúng ta sẽ đạt chuẩn 30. Đấy, các bạn thấy chưa? Thậm chí ở cách này đấy, nó sẽ cho các bạn nhiều phép hơn. Đấy, chúng ta sẽ có 3 cái. Chính xác là 3 cái. Đó. Và chất lượng enchant cũng cao hơn nhá. Mình đã từng thấy ở một số video nó đã giới thiệu về một cách giảm cái lượng kinh nghiệm khi mà các bạn như kiểu là enchant đấy. Sẽ như kiểu là từ đáng lẽ các bạn mất 50 kinh nghiệm ấy, nhưng mà nó chỉ còn mất có 20 thôi.
Và thủ thuật đấy cũng cực kỳ là đơn giản. Các bạn cắm đuốc như vậy. Rồi, cắm hết vào mấy cái xung quanh như vậy. Và bây giờ các bạn thử enchant. Công nhận là nó giảm đi thật. Đấy, còn 2, 5 và 6 tốn ít kinh nghiệm hơn rất là nhiều. Đấy, thì khi mà mình chưa cắm đuốc đấy thì nó sẽ chất lượng hơn cái này rất là nhiều. Các bạn có thể thấy là nó sẽ là kháng lửa, chém ra lửa 1 và đẩy bật lùi 1. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử đập hết đuốc đi nhá. Rồi. Giờ các bạn hãy lấy một cái kiếm khác và enchant. Rồi. Và thứ mà các bạn nhận được đó chính là đập 5, chém ra lửa 2 và đẩy bật lùi 2. Đấy, các bạn so sánh này. Một cái là 1 và một cái là 2. Cộng với lại một cái 5 nữa. Chúng ta sẽ thấy là cái gì nó cũng có một cái giá của nó. Khi mà các bạn làm ít kinh nghiệm đấy. Khi mà các bạn làm ít kinh nghiệm đấy thì cái giá các bạn sẽ phải trả đó là cái chất lượng enchant sẽ bị kém đi. Đã, nó còn có một tí này. Tell me where the freaks are.